Bông đẹp gì mà xả cái gì mà xả vàng, bông đẹp gì mà xả cái gì, trời đất ơi. Mà hổm giờ cắt khúc chưa bỏ rồi hả? Một khúc luôn. Trời đất ơi, bông còn quá đẹp luôn mà đi cắt không nổi. Mà hổm giờ tưởng đâu hư hết cái vàng rồi, nó ủa mà hổm giờ tưởng đâu là nó dày dữ lắm rồi. Bông đẹp chừa lại đi, xả làm cái gì. Bà hổm em kêu thùng đừng xả thằng đó. Thì bà hổm ông nói xả thì xả hết luôn, dễ chăm sóc. Bà hổm à, chính miệng anh nói là chừa lại vàng hay vàng để ăn. Thì chừa đó, chừa vàng này với này nè. Để bắt đầu hư, lửa khúc đầu hư. Đâu cái nào, cái nào hư? Cái nào hư? Có khúc này nè. Bông tan vậy đẹp vậy mà hư. Trời ơi, băng trời nó bắn thấy nó lạnh luôn mà hư, hư nó chỗ nào? Thì khúc đầu đẳng thì xử lý đầu đẳng thôi chứ làm hết cái vàng. Trời đất ơi, ông nội ơi, hư có một chút xíu mà cắt nguyên cái vàng. Ông thắt biết bao nhiêu tia bông ta. Này ví dụ như mấy anh chị nào là cắt không? Chút xíu xử lý hết. Để đi, chút xíu xử lý nha. Để xíu ngọ xử lý nha. Chết rồi. Trời, cái vàng đẹp vậy mà xả vàng hết, chết rồi. Đâu có chỗ nào bị hư đâu. Trời ơi, là cái gì không không nói gì trên. Sao nó sao nó có bông? Nó đùi gì trơn vậy đó. Có bông gì trơn. Nè ra đẹp rồi nè. Cây đang sung lắm rồi, nó sung bắn vượt vượt, mà không giờ bỏ phân 30 10 hay gì. Ông kêu tưới nước không có tưới nước không chứ nó có xảy gì đâu. Ý là chưa tưới nước mà ý mà chưa bỏ phân, phân, chưa bỏ phân mà nó bắn vậy vậy đó. Này chút xíu để tỉa cho. Chưa quanh đó không? Khỏi khỏi khỏi. Chút xíu tính. Sai rồi, đi đây đi xuống dưới đi. Qua anh xả, anh tính xả tiếp đây hả? Ừ, chịu là xả tiếp nữa đó. Trời ơi, vàng bông còn quá trời đẹp luôn mà xả cái gì. Trời ơi, đất ơi. Lên chảnh nó chơi còn xấu hoài. Xấu gì bông vậy mà xấu gì mà xấu? Bông vậy mà xấu gì? Nó bông nhỏ bông ấy. Vậy, gì vậy mà xấu, nhỏ. Tại nó nấu vậy thôi chứ vậy mà nhỏ gì? Bông vậy mà chơi nhỏ hả? Ừ, đòi sao không biết. Nó chảnh cái chén nó bự quá. Bông vậy là đẹp rồi. Nó không có hư hả? Đâu có hư. À, chẳng qua nhiều nhánh chèo quá nó nuôi không nổi bông nó nhỏ thôi. Giờ tỉa bớt. À, đưa kéo đây. Rồi quay cách tỉa chèo cho coi nè, cầm máy đi. Cầm nhiều phải không? Ừ. Rồi thấy không? Thấy em không? Thấy. Rồi giờ là tỉa cho một lần cuối cùng nha. Thấy lúc mà quay ta cắt cái chỗ quay nè. Vậy chứ, vậy chứ anh kêu á. Thấy anh. Thấy cắt không? Thấy. Nè lần cuối cùng nha. Trời ơi, gì đám đừng cho trời quá trời quá đất lên gì. Trời ơi, làm như con có đuôi bạch tuộc cho trời. Cái dây này đỡ kìa, dây đó kìa. Trời ơi, làm như cá ly thia vậy á. Nhậm dây còn giữ. Nè, mấy cái này nè, cắt nè. Cắt hết luôn nè. Đừng thương tiếc. Đó, cắt luôn, dục. Vài bữa bông bự ra. Cắt sát luôn. Vài bữa nào lên là cắt hết nha. Nè, cắt hết nè. Nè, cắt hết nè. Nó thấy cắt không? Thấy. Họ che cái nít lại đi. Các đã đợi che nít lại không họ nó không có nghe chút gì hết. Dạ thấy. Dạ. Đó. Nó thì người ta lấy cái này nè, cho lên nè. Giờ nè cắt nè. Dì, cái này F1 là lấy hả? Ừ, cái đó. Dạ. Hổng, này, hổng. Cho này nè anh cắt dục nè. Đó. Có tìm không? Tao kéo cắt biết nào xong rồi. Tao cắt liền đó. Con liền đâu cắt. Là cái lưỡi hái đó đúng không? Ừ, cái lưỡi hái đó là tao cái lưỡi hái là cái liềm đó ông nội. Trời ơi. Nè bây giờ cắt nè, giờ mình dọn nè. Dọn dẹp xung quanh này hết không? Vì để gì luôn đó hả? Anh phải tỉa vậy nó nuôi để gì rồi, rồi mình khỏi rút mấy cái đó phải không? Khỏi, ban đầu tỉa để cho nó ấy thôi. Bắt đầu anh móc ra. Đó, tại nhánh mấy nó nhiều quá luôn không nổi. Nè anh tỉa sống mỏng luôn. Bây giờ tạm thời là anh tỉa dàn chân này trước hết nè thấy không? Anh tỉa trước hết rồi vài bữa bông nó bự ra. Nó làm chút xíu mệt quá trời luôn. Trời ơi. Rồi cái này quay lâu quá rồi. Hả, mấy phút rồi? Chưa đâu mà. Mấy phút rồi? Lâu rồi, 4 mấy. Kể mười mấy phút bình thường mà. Đó, thấy đang tỉa không? Thấy đè đã nó dạ thấy quay đẹp trai
Để đưa ngước mặt lên quay cái đẹp trai không? Đẹp không? Đẹp không? Không, anh lọc cái nón bảo hiểm đem cho anh mượn nón lá nè. Nón lá ừ. Đang ở Long Xuyên đúng rồi con. Đó Long Xuyên. Sao cắt bát em hiện tại đang ở Long Xuyên, tiếng An Giang. Này đấy là tỉa giàn thiên lý. Cái dòng cầu dòng cống hả? Cái cầu dòng cống. Ở ngay cái cống. Nè, vô nè, mấy dãy nhỏ nè, cắt hết nè. Đó. Mấy anh ở ngoài Thanh Hóa, Nghệ An ha. Đó. Thanh Hóa, Nghệ An là nhớ là từ ở dưới đất này đi lên là những nhánh ở đây nè, mình cắt hết. Nhánh trên thân F1 là nhớ không? Cắt hết đi không? Nghe thấy không? Cắt hết. Nè. Không có nuôi gì được đâu. Nó kéo như kéo có lưới vậy đó. Đó. Bây giờ là nó ở đây là nó nè. Thấy không? Bữa hổm là do cái mùa nghịch á là mình có bông nhiều không? Giờ mình chọn đây nè, dây này lấy nè ha. Dây này không ổn nè, cắt luôn. Cắt hết đi. Không sao hết, nó bự ra không sao hết. Đó, từ từ nó tiễn ra hết nè. Rồi, đó thì bây giờ mình tiễn được 1 2 3 4 dây đúng không? Rồi chỗ này cắt hết nha. Nè, lên tới đây là thấy không? Cắt sát luôn. Đó nè, cắt hết luôn nè. Không có chừa. Đó, lên tới đây đầu tới đầu vàng luôn nè. Mấy chỗ nào mà nó dính cắt hết lại đi sao hết á. Cắt chút xíu bọt cái qua trời luôn. Rồi chắc phải mua cái ký nhân sâm. Rồi cho 2 ký về luôn. Đó, ông cứ cắt bớt vậy đây. Đó. Không sao hết. Lỡ cắt nó đứt không sao hết. Thấy không? Nó nhiều nhánh lắm, nó nhảy nhanh lắm. Đó. Đây. Rồi bỏ thí vậy luôn. Nè đây nó nè, mấy nhánh chỗ này gần chỗ này nè. Ngã ba nè. Lấy ra hết. Nè nó bò tới đằng kia luôn à. Lấy cái gì đâu mà ăn uống. Rồi tạm thời thì bây giờ anh cắt như vậy. Thấy không? Tạm thời thôi, bắt đầu được 3 4 giây nè. Nghĩa là chỗ này là cắt luôn thấy không? Cắt hết toàn bộ nha. Từ trong vòng vài bữa nữa mà nó có nhảy lên thì anh lấy anh xử hết. Và xử hết. Rồi xử hết. Không có chừa. Mấy cái dây cũng ngắt luôn. Rồi, gọi qua đây nè. Chỗ này nè, chỗ này giả sử như bây giờ nó dày đúng không? Nó dày đúng không? Đúng luôn. Chỗ nào dày á, cắt sơ sơ vài bữa, bông ra diễn ra bình thường không sao hết nha. Nha. Cắt dạng như cắt sơ sơ thôi, hiểu không? Đó, diễn sơ thôi. Vài bữa bông nó xanh trở lại liền. Đó, diễn sơ sơ thôi. Đó, mấy cái nhánh một cục vậy nè. Là không thể ăn được nữa. Cái nhánh mà nhảy đây ăn nhánh, đây nhánh á là không ăn được nữa. Đi đi. Này mấy cái nhánh cục vậy nè. Cục vậy nè. Là không sử dụng được nữa, là canh cắt dục. Học đừng có sợ, bông dày bữa đâm lên tiếp tục à. Mát không anh kia? Mát. Đó, thì qua tôi tiếp tục nè. Thì những trang vậy luôn. Nhà cái lùm xùm đúng không? Cắt lại đi không sao đó. Thì bữa đây vậy là được ha. Từ từ, nếu quay cái này cho ta coi cái đã. Rồi quay xa ra, camera quay xa ra. Thấy đằng thỉa gần quá vực trung tâm hết. Rồi camera quay gần nè. Đẹp gì nè, nó cũng dây nhỏ. Mấy cái nhánh này nè, ngắn nè. Nghe không? Cái nhánh này mà ra mà thấy anh thấy mà có cái nhánh nhảy ra đó, nhánh nhảy ra thì mấy này mình cắt hết. Đây nè, cắt sạch luôn. Không chừa nè ha. Làm cho bữa chừa làm cái gì. Đó. Để ý nè. Mấy cái nhánh á mà ra cục vậy nè. Là nó nhảy ra một cái là đuôi bông hết. Đuôi toàn bộ hết, tại vì này F7 rồi. F4 với 56 này không xài được. Mấy nhánh cục anh khi mà anh hái thấy cục vậy nè là nên hái đi, là nên cắt chụp luôn, không có xài được nè. Thấy không? Nè đến giai đoạn tự nhiên nó cục gọt luôn nè. Có nhiều người ta nhân giống á, nhân giống người ta lấy cái này nè, người ta nhân giống, giả sử nhân giống người ta cắt vậy nè, rồi để gì, rồi lên dầm xuống rồi xong bắt đầu nó bị đuôi hết, người ta đâu biết cái này F1 cái F2 đâu. Nếu như mà anh muốn nhân giống á thì anh chỉ cần trồng một bụi thôi.
có thể là anh nhân giống anh bán hàng ngàn thôi, nhưng mà vấn đề đó là trồng lên bông bị đuôi, thì bản thân cây này nó bị đuôi rồi, là anh cắt nha, chỉ cần cắt vậy rồi dâm xuống là đuôi liền, đuôi bông liền, làm chống khó nó phải dễ đâu. Nó dù cho anh lấy cái nhánh này anh dâm chăng nữa đuôi được không, phải là đuôi hết, làm giống cái chuyện đơn giản nè. Đó, tất cả những nhánh ở đây anh lục hết ra nè, khúc nè, khúc vậy nè, cắt hết ra trên thân rồi nè. Đó, không biết bà con bác thấy không, là tỉa chiều tỉa nhánh nè, 1 2 3 4 đây nè, vừa lại cắt hết nè, bà thấy không. Đó, cắt hết nè, nãy cắt mệt quá, cắt chiều nay nó ăn cái vịt nên nó mới khỏe lại. Chút tặng cho hai cây 2 kg nhân sâm gì đến ăn cho bổ, ở nhà ta tặng nhân sâm rồi, tặng nhân sâm. Đó, cắt rồi tới đó chậu con chậu ăn, chậu ăn nó ăn có vài bà cũ rồi ăn hết. Mệt quá, tỉa có vài cái mệt quá, chắc hồi vô uống đi cà phê nữa quá. Đó rồi, cắt ra lại tiếp tục nè, trên thân nè ha, cắt nữa nè. Đó, cắt toàn bộ hết. Đó, cắt hết. Nè, trong đây là ra nó bị mất sức. Tại vì khi mà ở đây nó truyền lên là nó phải bắt buộc tới đây là nó phải nuôi trước, mà nuôi trước đâu nó không nuôi bờ kia thì nó bị đuôi. Cái của anh đuôi bên bản là do anh mấy cái nhánh chèo này nè, anh quấn tùm lum la nó bị đuôi. Chứ phía gần gốc đâu có đuôi đâu. Đúng không? Ừ. Gần gốc đâu có đuôi, tại vì anh nuôi gốc trước sao đuôi được. Đâu biết nào hình ra xả hết chỗ luôn. Chỗ nào gần gốc là nuôi. Sẽ có đến lúc sẽ có một giai đoạn là anh sẽ cắt ngang đi luôn. Có một cái giai đoạn mà chưa tới đâu. Cắt ngang luôn để dưỡng sức lại, đi ra đi từ đầu. Cắt hết bởi cái bự là cắt hết luôn ha. Cắt chưa cái này luôn. Ừ. Cái đó là đó. Thì nhớ nè, cái đây nè, xả hết nè. Dọn sạch sẽ, đừng có xả ha. Dọn sạch sẽ đi. Vài bữa là nó mấy cái chỗ này là nó chết, nó sẽ cống về, cống nó cống đầu bông nó mới lên. Ban đầu là anh phải xả, anh xả như thế này để cho chừa nó cống vậy để cho nó nhảy lên. Ban đầu là anh xả vậy anh ăn được một đợt nữa là một tháng mấy rồi anh mới xả xác như vậy. Còn anh xả xác vậy anh mất đứa bông. Anh xả vậy trong vòng khoảng anh ăn khi nào mà anh thấy cái bông đuôi mà bông nhỏ đó thì tiếp tục anh mới xả cái này. Ừ, camera qua đây nè. Nó ăn xong rồi mới xả cái này. Chứ chưa gì hết mà mình cầm mình xả cái này rồi mình bị tiếc. Thì khúc này mấy khúc này là nó hết bông luôn. Xin chào với cô bác đi. Thì nãy giờ quay cái cảnh xả vàng. Mệt quá, uống có ly cà phê. Xả vàng. Mệt quá. Đó thì không, nó chừa dây nè, nó cắt hết. Thì mình cắt hết ở đây mới nuôi trên kia. Vài bữa bón cho nó thằng 30 10 đi. Đầu bắn bông xanh trở lại. Bông bự lại.